Tối ngày 10 tháng 2, Bộ Công an cho biết cơ quan cảnh sát điều tra đã khởi tố, lệnh bắt tạm giam ông Nguyễn Ngọc Hai, sinh năm 1962, nguyên Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Thuận về tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí. Cùng tội này, cơ quan điều tra bắt tạm giam 4 cựu cán bộ của tỉnh gồm ông Lương Văn Hải, cựu Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Hồ Lâm, cựu Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Lê Nguyễn Thanh Danh, cựu Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường và Ngô Hiếu Toàn, Phó Giám đốc Sở Tài chính. Bộ Công an cáo buộc 5 bị can có sai phạm liên quan dự án khu thương mại dịch vụ và dân cư Tân Việt Phát 2 thuộc quỹ đất hai bên đường 706B, nay là đường Võ Nguyên Giáp, Nguyễn Thông, phường Phú Hải, thành phố Phan Thiết. Sau khi Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao phê chuẩn, cơ quan điều tra đã thi hành các quyết định, lệnh trên để điều tra. Bộ Công an cho biết việc khởi tố 5 bị can trên diễn ra trong quá trình thực hiện quyết định của Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an về phân công giải quyết nguồn tin về tội phạm tại 9 dự án đất đai, đầu tư phát triển nhà ở thương mại trên địa bàn tỉnh Bình Thuận có dấu hiệu vi phạm pháp luật.